vị, vụ án ly hôn giữa cặp vợ chồng cà phê Trung Nguyên dù đã diễn ra trong hơn 3 năm 3 tháng nhưng vẫn chưa hết nóng. Điển hình là sự tranh cãi các bên giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại phiên tòa trong 2 ngày 20-21 tháng 2. Để tiếp tục theo dõi diễn biến phiên xét xử cũng như quan điểm của các bên, mời quý vị theo dõi clip sau. Những bộ lùi lại, chịu đựng, kể cả từ truyền thông cho đến làm ngỗ ngực một thứ, thinh lặng, tuyệt đối chịu khó, không ai tính cái gì hết. Cho đến lúc mà bây giờ là đặt ra rồi, là chi ly rồi, sửa ra rồi, nhà rồi, cửa rồi, khuyên vô là bịa nè, khổ hào với những người trưởng thượng, người mẹ, người mẹ có đó thiệt là thiệt là. Trước những cái người khác đâu có phải cho phép, thì bây giờ bên mẹ người ta phải tính. À, tính để rồi cho cô biết là bên này không hỏi là người ta hay là ông tính ạ? À? Thì bây giờ tôi hỏi thì toàn bộ đây phải luôn cả. Tôi xin phép hỏi thêm cái này. Sở dĩ tôi hỏi cái điều này là vì qua truyền thông cũng như nhiều lần tại tòa, tại các cái phiên hòa giải thì ông luôn nói là ông không có quan tâm gì đến tiền tài, tiền là gì ông không quan tâm. Nhưng mà tôi lại thấy cái bản phân chia này là tính đến từng triệu, có nghĩa là ông không quan tâm. Thế thì tôi xin hỏi cái này là theo ông đó thì vừa rồi tôi xin hỏi là cái thư, đây là một cái tài liệu chính thức bà Thảo đã trình cho tòa và cho ông đó, cái thư của các con đề nghị ông cho chúng được sở hữu 5% mỗi đứa trong cái cổ phần của ông. Ông có đọc thư này chưa? Tôi đã nói với sư ở đây đi ra cái tòa là đã không còn cái gì để nói sự thật. Khi tôi nói với mấy cái nhỏ nó mới vừa về đấy, không phải 5% hay là 30%. Bà nội của con hiện nay 70 tuổi rồi, ở đây không ai mà muốn tiền bạc ba của mày, nhưng có mẹ con được nói những cái điều phải không nghe, giờ dẫn ra đây rồi ra đứng trước ra đây rồi đi nói những thứ như vậy, bịa ra rồi giờ là những người nghe như vậy, tôi bảo vệ nó nói những thứ như vậy, không ai từng được rồi. Nếu một người mà người anh em là người đàn ông trong nhà, một người vợ mà mình nghịch như vậy, thử hỏi mình cư xử sao? Khi còn nhiều cô còn giúp là còn đi vào con đường là nó ra sạch, còn hại những người khác. Ông cho là cái thứ này vậy à? Mấy đứa nhỏ của tôi, mấy đứa con của tôi đã chưa đủ, mày hiểu nha, dù cho đứa thằng lớn bây giờ đã trưởng thành thì nó không có đủ, nó không đủ cái hiểu biết những cái chuyện nó diễn ra, phải để cho nó lớn chút xíu, nó đừng lôi nó vào trong này. Các con có ông đừng lôi nó vào trong này, tôi nói là cái tâm của tôi, còn cái đó là nó chứng cớ mẹ nó đeo cái gì đó là chuyện đó, mẹ nó đủ chuyện để làm, không phải cái chuyện cái tư này không. Tôi nói bằng cái lòng của tôi, người cha mà cái cô đó tôi biết. Tôi chưa bao giờ sai cái cô cả. Tôi xin hỏi như vậy thì cuối cùng thì thế này là cái phần mà các con ông xin ông với một tài liệu chính thức ký tên đàng hoàng. Tôi sẽ cho nó trong một thời điểm nào đó. Tại vì tất cả đây không ai cô có biết hết. Vì cô đó thôi, vì cái tôi của cô, quyền tiền của cô đó thôi, chứ không phải là đứa con. Cô hiểu ra hết mọi chuyện. Xin thưa với ông là hai đứa con ông thì có những đứa là sắp sang 18 tuổi và có một đứa thì cũng gần sắp sang 18 tuổi, tức là nó sắp là người thành niên rồi chứ không phải nó là 7-8 tuổi nữa. Tôi có nói thành niên rồi, nó được sắp thôi, cái sự trưởng thành có trong những cái chuyện như thế này, đừng không bao giờ tôi đụng chạm tới nó một chút xíu, tôi né hết tất cả, tôi lùi hết tất cả, cô có một biết là nhường nhịn hết sức mọi thứ để lô ra lại buồn khi nói như hỏi như hỏi cung con ta tôi phải nói, còn nó không có yên lặng từ đầu tới cuối, truyền thông truyền đồ tôi đã nói tất cả yên lặng tuyệt đối, cô muốn làm gì cô làm, đem tất cả mọi thứ được lên trên đó một chiều thôi, biết bao nhiêu cũng như thất thoát phải hiểu chứ. Tôi sẽ nói ông rằng theo hiến pháp của nước Việt Nam đó thì bà mẹ, người mẹ là được ghi vào hiến pháp là pháp luật bảo hộ người mẹ. Thứ hai là quan hệ vợ chồng là bình đẳng.
ngay cả người vợ, theo luật hôn nhân gia đình, ngay cả khi người vợ ở nhà làm nội trợ để cho chồng đi làm ăn, thì tài sản vẫn được chia, cái lao động ấy của người vợ cũng được coi như là của người chồng. Thế thì bà Thảo là một cái người trong suốt 20 năm qua gắn bó với ông và tạo cùng với ông xây dựng lên Trung Nguyên. Vì sao ông lại đòi chia 70 mà chỉ cho bà Thảo có 30 thôi? Nguyên bản chất tôi có giải thích cho cô, bảo lui về đi, cô nói cô góp cái này kia, cô phụ nhận được tất cả mọi thứ, gia đình này, nuôi con này, sắp đặt nhà cửa này, còn muốn có tiền đó thì lui ra để tôi đưa tôi nguyên đúng cái tầm nhìn của nó gần cái chục năm, một cái học thuyết cà phê, một trung nguyên biết là nó cùng với những giáo sư tôn thất những tình viên khắp nơi, kể cả trung tâm những cái nôi Kenya, Ấn Độ, tất cả mọi thứ để hình thành nên cái khoản tiết nguyên cà phê kết tạo để hình thành nhiều cách riêng đó. Thực ra đó là một cái quyển sử cà phê, biết sử cà phê từ khi nó hình thành đến lúc đó ảnh hưởng mọi mặt cuộc sống trên cái nền đó. Trung Nguyên nó phản ảnh cái thứ mà mình có thể mà tạo ra sự khác biệt đặc biệt là duy nhất để nó đi xa. Cái đó cô không hiểu ở đây không? Tôi sẽ nói là cái tâm thức của một muốn làm những việc đó nó phải có hai nền tảng, một cái nền tảng của mình tâm trí này, hai là cái nền tảng tâm, không phải cái nền tâm thức của một con vua mà đi làm việc được, không thể thực hiện cái sức lực như vậy mà trên cái tâm thức của bạn có thể nhân nhậu đâu đó, không phải cái chuyện đó. 10 năm đó là gần cái chục năm rồi chứ đâu phải không, sao nó vào một sản xuất Trung Nguyên sao bây giờ nó không có cái gì. Thôi bây giờ thôi, hãy nuôi về đi, lo đi con có chịu. Từ đó là chế ra đủ thứ chuyện đó, con còn làm ra là thắng nát hết tất cả mọi thứ. Từ lần ra rồi, bắt đầu về chuyển qua, không ai khổ ngực, không ai có ngực cạo như vậy được hết. Ở đây không ai nhận chia hết, không ai có nhận chia. Còn Trung Nguyên, bản chất của nó hồi xưa đến nay, những người anh em, người bạn của luật sư biết, nó khởi ra từ đầu luôn có trách nhiệm sau, nó đi với cái kiện. Thương hiệu Việt ngày xưa chính nó về nhóm người em tiêm hành với lại cái BCCI lúc đó sau này nhóm doanh nghiệp trẻ hình thành dựng xây bây giờ như thế này Trung Nguyên là người tiên phong đấy, thúc khởi sướng thúc đẩy tất cả mọi những cái phong trào phong độ đó, đó phải có cái đó, nó phải làm những cái nhiệm vụ đó. Tại vì sao? Kinh tế bản chất nếu hiểu nó, một người có cái tầm ấy hiểu là kinh văn thế thế mình phụ sự cộng đồng bằng cách nhiệm bằng cái tim của mình thì cộng đồng nó sẽ có cái cảm tình giá trị chung, nó sẽ mua dịch vụ mình, mua sản phẩm mình, chứ không phải là mình nói là mình khuyến mãi mình thúc mình đẩy gì đó trước mắt là hết, nó đợt này nó đợt khác, không phải như vậy. Nên những cái chương trình ra như vậy nó có đòi phải mình phải liên thông quá nhiều cái kiến thức này, nó gián tiếp như nó bệnh, nhất là cái bối cảnh mà nhiều tập đoàn cái Việt Nam đi bao nhiêu tập đoàn hàng đầu sang đây nó cao hết thôi, nó đi xa xa chúng ta cái đất nước đi khó đó. Cái đó nó có cái nền tảng cố giải thích cố thích. Ông bà đã nói với người này, nếu qua là cái người ăn ở không đúng, em ruột cô làm sao chống người chị của cô, em rể không thể nào chống, em dâu không thể nào chống người chị của mình, nó chỉ một cái đó một cái xin thưa cái ông là chỗ này tôi không đồng ý ông, bởi vì tôi nghĩ rằng thì tôi có hỏi ông Vũ là nếu mười mấy năm qua tập đoàn Trung Nguyên không kinh doanh buôn bán xuất nhập mà chỉ lo tu tập thì có được như ngày nay không? Làm sao cái hiện nay Trung Nguyên nó có ba cái bản chất kinh doanh là phải buôn bán. Nó buôn bán, nó phải buôn bán, nó không buôn. Hiện nay tập đoàn Trung Nguyên nó có ba cái trụ cột để đi xa. Một trụ nào nó phải đi, trụ thứ nhất là phải thực hiện cái hệ sinh thái cà phê, cái hệ sinh thái cà phê, và cái đây nó là cà phê mà năng lượng đó, nó cái khác biệt như thế nào, hệ quy chiếu đó là hệ quy chiếu năng lượng, đó là cái hệ sinh thái này nó phải có một cột trụ này, nó phải được đảm bảo. Cột trụ thứ hai là một du lịch cà phê chữa lành, đây là cột trụ thứ hai nó phải hình thành. Cột trụ thứ ba chính là cái quỹ ly dần đó. Trung Nguyên là ba cái cột trụ này nó phải đặt tuần hoàn trong nhau, liên thông với nhau, không thể tách rời. Nhưng mà nói với những cái người mà không có cái nền á thì nó có phải ngay
cà phê vật lý, cà phê vật chất, cà phê tinh thần, cà phê xã hội. Nó phải hiểu nổi những thứ như vậy. Tôi xin hỏi anh này, trong 5 năm ông tu tập trên núi, thì cái tài liệu chính thức trong hồ sơ của vụ kiện là phía nguyên đơn đã cho thấy là tập đoàn chịu rất nhiều tổn thất, lợi dụng doanh thu và có những cái khoản chi dùng là không đúng với điều lệ, mua xe các loại xe mắc tiền. Rồi tôi xin hỏi ông, tất cả những cái điều ấy có gọi là đóng góp cho tập đoàn không? Nó là giai đoạn đầu tư, không phải là giai đoạn khai thác, nó khác nhau lắm các em. Giai đoạn đầu tư là gì? Nó phải có lúc khi nói là mình đưa về cái hệ nghiên cứu khác biệt đặc biệt nhé. Nghĩa là phải đi tới cái nhà máy thay của công nghệ luôn. Đào luyện luôn con người bên ngoài, bên trong, thay đổi luôn cái công nghệ. Xử lý luôn lại luôn cái nguyên liệu luôn. Ở đây nó phải tới mức như vậy. Nó tới mức thứ hai, về mặt nguyên tắc. Cái này là không có một cái dụng tiền, phải có cái phí. Thông thường ví dụ trong giai đoạn đó thì 10% doanh thu dự kiến để về marketing. Nếu doanh thu có 500 tỷ hoặc là 1.000 tỷ hoặc là 5.000 tỷ, hiện nay thì dự kiến 5.000 tỷ một năm, nghĩa là nó được phép kích ra 10%, 15%, như vậy là 500 tỷ để nó dùng vào cái việc khác. Thay vì dùng cái việc thiết thấu tiếp tục theo cái kiểu buôn bán bình thường, thì mình dùng cái việc đó mấy lần giảm tiếp hơn. Nhưng xe cổ nó vẫn còn đó phải không? Nó đâu có đó thay đổi gì. Xe cổ mua nó vẫn còn nó 500 tỷ, 700 tỷ, thậm chí 1.000 tỷ đi. Nó vẫn còn tài sản khác. Nó không có mất cái đâu. Cái đó là sự thông minh. Nó không phải là giống như là cái gì. Mà nó sẽ rất là bền. Cái đó là cái mà sao chứ phải nghe. Chứ không phải là bây giờ là chiết khấu là một năm hết cái sự kiện, hết cái việc đó là cuối cùng thì tôi sẽ nói một câu. Những cái điều vừa nói là muốn nói về cái lý thuyết kinh doanh của ông, nhưng mà cái tài liệu chính thức là trong thời gian suốt 5 năm qua ông, cái tài liệu chính thức của phía nguyên đơn là ông đã buôn lậu quản lý và có những cái khoản chi tiêu trái điều lệ và gây tổn thất cho tập đoàn, thì tài liệu này ông trả lời thế nào? Mọi thứ nông công gì đó. Ở đây cô đưa luôn cả bộ công an kiểm toán đủ rồi hết, áp dụng biện pháp đó, bộ công an về phải vào điều tra trong mấy tháng, từ an ninh cho đến công an, họ vào họ làm rất là nghiêm túc và có cái mục đích. Nên cái này mình đừng có nên nói, không có bao giờ có cơ sở tí lên tổ chức, tại vì những cái gì qua nói đều luôn là có một cái hệ thống, có cái nền móng để mà phải hết cái truyền thông của chị. Xin cảm ơn và đồng xét xử. Tuy rằng là nhiều cái chỗ là ông Vũ không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng mà câu hỏi phần hỏi của tôi đến đây thì cũng xin phép là kết thúc. Xin cảm ơn. Thank you.
890 triệu mà Thảo đã nộp cho bà công ty cổ phần cà phê Hòa Tan Trung Nguyên, thì bà có ý kiến như nào về điều này? Bà Thảo đã góp cho bà tới 5 tỷ 980 triệu mà bà chỉ cho cô có 4 cây vàng thôi, thì theo bà thì bà phải có phần nào thì ai góp được? Ở đây tôi cũng không ai được sự tốt của họ tiền, nếu mà hỏi bên mẹ thì cũng tính mẹ có thể đổi là, tại vì người mẹ của tôi không có nêu nói lên đó được, nên phải cố gắng làm bằng cái việc, làm cái lòng của mình nhé, đừng có đi nói mặt mẹ ở trên cái lời nói.